Hello anh em. Vừa mới làm về. Nhìn hơi bần tí. Hello anh em, lại là Đăng đây. Ngày hôm nay của anh em thế nào? Ổn chứ? Thì mấy ngày vừa qua các bạn biết những cái vụ như kiểu là con CryptoBuy này hay là con ZDC ấy, ngay trong vòng tối qua ấy nó sập một cách như thế nào ấy. Anh em thấy là thị trường cuối năm này biến động kinh không? Mình thì kinh vãi chưởng luôn. May sao những con đấy nhá, mình đang suy nghĩ thôi nhưng mà mình chưa dám vào. Mình ấy, mình nói thật với anh em nhá, mình những cái con game mà mình review này mà mình sẽ phải chơi, mình tìm hiểu một tuần trời mình mới dám khuyên anh em vào không, bởi vì cái hướng đi của nó nữa. Chứ mấy con như kia kiểu mà cái lối chơi của nó ấy không phát triển được ấy thì nó kiểu nó bị kẹt lại, đến một lúc đều đấy người chơi sẽ kiểu bị nản ấy, người ta chỉ vào người ta cày tiền xong người ta bán thì con game sẽ không phát triển được. Bây giờ chơi game phải có gì hứng thú ấy thì người ta mới thích. Ví như con bom crypto nhá, con bom crypto nhá, các bạn có cái giai đoạn mở nhân phẩm, cái giai đoạn đấy vui vãi chưởng luôn, thề các bạn, nhân phẩm tôi chó vãi lên nhưng mà tôi vẫn thích mở luôn. Còn cái con CryptoPie mà tôi đang vào ấy, tôi thấy nó đẹp mà cái đồ thị của nó đang hình như này này, vãi cả trường luôn, có nghĩa là tôi vào lúc là 0.03 đúng không, xong mấy hôm sau nó nhảy lên 0.059, tí nữa 0.06, xong bây giờ nó xuống còn 0.02 đấy, các bạn thấy không, cái đồ trị của nó đúng kiểu như này luôn đấy, nó như này này, nó thối như này này đấy, nhưng mà nó đẹp mà nó còn chuẩn bị ra chế độ đánh boss nữa, mình thấy nó rất là hay. Anh em cuối năm này có rất nhiều con game ra ấy, nhưng mà anh em tìm hiểu cho thật kỹ vào chứ không mấy ông lại đúng như kiểu là tạo game nha, thua gọi người mua idol các thứ nha, xong đến lúc là bán ra cái mẹ bán 1-2 ngày xong là mấy ông kiểu đép điếc các thứ bắt đầu xả thôi chết trắng mấy thằng mẹ vì dân đen như anh em mình. Anh em tìm hiểu kỹ vào không là sấp mặt luôn ấy. Tôi thì chưa thấy ngày về bờ, con bom cũng chưa thấy ngày về bờ. Tôi vào lúc 7 chấm là tôi vào 30 bóc là 2.001 đô ngày hôm đấy. Chứ phải tính ra ngày hôm đấy mình không vào, bây giờ vào mẹ ơi, vào được bao nhiêu tim, bây giờ cứ gọi là 2 đô một 20 đô một con à, 10 bitcoin một con đúng không, giờ một bitcoin là 2 đô, 20 đô một bit một một bitcoin, 20 đô một con, 200 đô là được 10 con, 2.000 đô mình được 100 con, trong khi đó mà ngày hôm đấy mình mới mở được có 30 con, cày sấp mặt luôn, tới bây giờ vẫn chưa thấy về bờ, bởi vì là nhân phẩm như cứt đi. Anh em xem video mới nhất mình mới mở xem nhân phẩm như cứt đi, nhưng mà mở là vui cày được, anh em vẫn có cái để chơi. Với lại mình thấy con bom nó đang kiểu nhiều sàn lớn ấy mà liên kết với nhiều bọn ấy, giá có thể nó sẽ không đẩy lên cao như trước nữa nhưng mà nó vẫn cứ ổn định, anh em yên tâm đi, mình thấy đội dev này làm việc được ok. Chúc anh em có những phút giây đầu tư vui vẻ. Mặt mình hơi bẩn thì thôi, nhưng uy tín ấy mấy sống ở đất Nhật mày 5 năm trời chứ biết lừa ai đâu. Anh em nhá.